Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cách tổng tắc. Nam mô ta sa ba ta ra ta sa ma sa bồn pha sa. Nam mô ta sa ba ta ra ta sa ma sa bồn pha sa. Nam mô ta sa ba ta ra ta sa ma sa bồn pha sa. Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mạc, Nam mô Sơn Khải. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh lặng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách tóm tắt, xin gia hộ Chư Chư Tôn Đức Tăng Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm an lạc trong thời nghe pháp, và nhất là phát sinh trí quán để chứng đạt được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới một thành phần của tâm sở tự tha, đó là tâm sở biệt cảnh. Thưa quý vị, tâm sở biệt cảnh tiếng Bali gọi là Pakin Naka Chetasika. Chữ Pakin Naka nghĩa là rời rạc. Chữ Pakin Naka nghĩa đen của chữ Pakin Naka có nghĩa là linh tinh. Như người ta nói rằng phát biểu linh tinh, thì chữ Pakin Naka thường dùng để chỉ ở trong bản kinh á, thì chỉ cho những người nói không đúng thời, nói không đúng lúc và nói sai lạc ý nghĩa. Nhưng mà ở trong tăng luận á, thì chữ bắt chim nó cá này nó có mang tính nghĩa, cái nghĩa là rời rạc. Những tâm sở nó có tính chất rời rạc. Nguyên nhân nào mà nó có cái tính chất rời rạc? Thưa, nó vì không thích hợp với cái tính chất của nó. Nói một cách khác thì chúng ta biết rằng tâm và tâm sở nó đều biết một cảnh như ta như nhau, nhưng mà tâm á thì bất kỳ cảnh nào nó cũng nhận lại. Nó như là vua của đất nước vậy. Bất kỳ người dân nào tới trú trong cái quốc độ đó thì đức vua cũng hài lòng. Nhưng mà cái tâm sở bắt cái nát cá này thì nó lại tùy vào cái cảnh khác nhau của nó, tùy theo cái khuynh hướng của nó. Cho nên chữ Bắc Kinh Ná Cá được tạm dịch là biệt cảnh. Biệt là riêng, cảnh là đối tượng. Cái loại tâm sở này nó chỉ phù hợp với cái cảnh riêng của nó mà thôi. Nó tương tự giống như một cái người mà yêu thích những cái môn thể thao thì những môn thể thao hấp dẫn cái tâm người đó. Trái lại âm nhạc thì người đó không thích thú. Hoặc giả rằng như những vị thầy mô phạm luôn luôn dùng những cái từ ngữ nó có tính thanh tao trang nhã, và không bao giờ dùng những cái từ thô thiển. Và đối với những cái từ đó thì tâm của cái vị thầy mô phạm này là không muốn nhận lấy. Hoặc giả chúng ta có một ví dụ nữa, ví dụ như cùng hội họp ở trong một phòng họp,
Nhưng mà với một người có khuynh hướng về làm ruộng mà nghe diễn giả giải thích về những kỹ thuật khoa học thì người này lơ đãng và xem như không nắm bắt gì. À, trái lại một người mà yêu thích về những môn khoa học lại nghe diễn thuyết về âm nhạc thì người này lại lơ đãng. À, cho nên vì nó có tính chất rời rạc như vậy, à, cho nên được gọi là bắt chim nát cá, che tá sĩ cá, tức là tùy theo cái cảnh thích hợp của nó thì nó sẽ nhận hoặc không nhận. Hình như chúng ta thấy rằng á, đối với một người mà có cái trạng thái phân vân lưỡng lự thì có một cái tâm sở nó không phù hợp với nó sẽ không sanh lên. À, đối với một cái trạng thái gặp cảnh mà thích ý hài lòng, à, thì tâm sở đó sanh lên. Nhưng mà gặp cảnh mà không thích ý, không hài lòng thì tâm sở đó nó không sanh lên. Thí dụ như là tâm sở hỷ. Thì chúng ta nắm một cách tổng quát là cái tâm sở biệt cảnh này là nó tùy theo cái cảnh riêng của nó, thích ứng, thích hợp với nó, theo khuynh hướng của nó thì nó mới sinh lên. Còn nếu không thì nó sẽ không bao giờ sinh lên. Và thú vị, tâm sở biệt cảnh này nó gồm có 6 tâm. Tức là tuần tự chúng ta sẽ có là tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ và dục. Đó là chúng ta nói theo ngôn từ đã được dịch ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu tới một cái tâm sở đầu tiên, đó là tâm sở tầm ở trong tâm sở biệt cảnh. Và hình như là quý vị phải nhớ lại những cái bài học của chúng ta về cái tâm thiền. Như là đối với tâm nhị thiền thì sẽ không có cái chi tầm thiền, à chi tầm à, chi thiền tầm. Và từ cái tâm tam thiền trở lên chẳng hạn vậy, à, thì nó cũng không có cái chi tầm xuất hiện. À, cho nên chi tầm nó được kể vào cái nhóm được gọi là tâm sở biệt cảnh. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu cái công năng cũng như cái trạng thái và việc làm của cái tâm sở tầm như thế nào. À, xin thưa quý vị, tâm sở tầm từ cái chữ Pali là quý tắc cá. Chữ quý tắc cá được phân tích ra là chữ quý cộng cho tắc cá, quý là đặc biệt, còn tắc cá có nghĩa là đi tìm kiếm một cách đặc biệt, à cho nên được dịch là tầm. À, thực tế ra thì cái chi tầm này hay là cái tâm sở tầm này, chữ quý tắc cá này rất khó tìm một cái từ để mà lột hết cái ý nghĩa của nó. Vì á, ở trong tạng kinh thì cũng có chữ quý tắc cá, nhưng mà quý tắc cá này được dùng theo một ý nghĩa là một sự đi tìm kiếm. Nhưng mà ở trong tạng luận á, thì ngược lại cái chữ quý tắc cá này được dùng theo một cái nghĩa chuyên môn, nghĩa là nó nâng cao những cái tâm sở cùng sanh chung với nó. Nói một cách khác nữa là chính nó trợ giúp cho những cái tâm sở đồng sinh với nó được
phát triển lớn mạnh. Và phát triển lớn mạnh như thế nào? Nó làm cho những cái tâm sở đó nó mang đi một có một cái sức mạnh. Và riêng bản thân của nó cũng trở thành một người có sức mạnh. Chính vì cái thuật ngữ này cho nên trong tạng diệu pháp, chi tầm này hay là cái tâm sở tầm này nó rất là quan trọng. Nó làm cho những chúng sinh nào mà có một khuynh hướng xấu thì có thể rơi xuống ở nơi cái khổ. Và nó làm cho những cái chúng sinh nào có một cái khuynh hướng tốt thì sẽ sinh lên cái nhà cảnh. Vì nó sẽ trợ giúp cho tâm sở tư. Mà chúng ta nhớ rằng cái tâm sở tư là một cái tâm sở tạo nghiệp. Và khi nghiệp nó vững mạnh, khi cái nghiệp đó nó có sức mạnh thì nó đủ sức hướng dẫn chúng sanh đó xuống phong cảnh hoặc là lên nhà cảnh. Và thưa quý vị, chúng ta cần phải nắm bắt hai cái ý nghĩa của tâm sở tầm và tâm sở tắc ý. Nếu tâm sở tắc ý mà chúng ta đã từng tìm hiểu đó, thì nó định hướng tâm đi vào cái mục tiêu nào đó. Và sau khi mà tâm sở tắc ý nó định hướng cái tâm và những cái tâm sở đồng sinh của nó với nó đó đi vào một cái hướng nào đó, thì ở đây tâm sở tầm nó sẽ đẩy tất cả những pháp đồng sinh với nó, tức là những cái danh pháp đồng sinh của nó, đi vào cái lãnh vực mà cái tâm sở tắc ý nó đã định hướng. Nói cách khác, nếu tâm sở tắc ý tạo thành cảnh cho tâm để tâm nhận bắt, thì tâm sở tầm này nó đưa tất cả những cái tâm sở áp sát vào cái đối tượng, nó dính vào trong cái đối tượng. Và cho nên cái năng lực của tâm sở tầm nó cũng đem tới cho chúng ta có nhiều cái ý nghĩ, và từ đó chúng ta mới thấy rằng cái sự đặc biệt của nó. Bây giờ chúng ta tìm hiểu được một cái trạng thái của cái tâm sở tầm như thế nào. Và trong khi mà chúng ta thực hành thiền tĩnh á, thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận thức được về cái tâm sở tầm nó sẽ khởi. Xin thưa quý vị, trong sách Atthasalini có ghi nhận rằng á, đặt tâm và tâm sở cùng sanh trên một đối tượng, đó là cái đặc tính chính yếu của tâm sở tầm. Vì nó là một cái tâm sở biệt cảnh, cho nên cái cảnh mà nó cần có đó, nó phải phù hợp với nó. Chứ không phải cảnh nào nó cũng áp đặt những cái tâm sở đồng sinh nó lên trên đó hết. Xin thưa quý vị, như đối với những cái cảnh đơn thuần, những cảnh đơn thuần mà mắt hay là tai hay là mũi hay là lưỡi hay là thân hay cái sự xúc chạm đó nhận biết đó, những cảnh đơn thuần thì tâm sở tầm nó không làm. Vì sao vậy? Về cái tính chất của nó đi tìm cái gì đặc biệt, như một cái nét gợn nhẹ đủ để làm cho cái tâm nhãn thức nó sinh khởi lên.
Nhưng mà trường hợp này thì tâm sở tầm nó sẽ không phải là, bởi vì một nét gợn nhẹ hay là một âm thanh đơn giản, nó không phải có nhiều từ, như là một âm thanh á hay là ô chẳng hạn như vậy, thì khi đó cái nhĩ thức nó sanh khởi lên mà nó không có tầm sinh khởi, bởi vì những âm thanh đó nó rất là đơn giản. Mà tầm ở đây là nó đi tìm kiếm, nó đi tìm kiếm cách đặc biệt ở trong những cái cảnh hỗn loạn đó đó, mình mới tìm thấy được một cái gì đặc biệt mình ưng ý hài lòng, bây giờ nó mới phát huy được cái sức mạnh. Cho nên chúng ta biết được cái công năng của nó là nó làm cho những cái cảnh trở nên phức tạp, nó chỉ sanh lên bởi những cái cảnh phức tạp. Có những cái cảnh phức tạp thì nó mới có cái khả năng nó sinh khởi lên. Còn như những cái cảnh đơn thuần thì nó sẽ không có. À, cho nên trong cái đề mục thiền chúng ta mới thấy rằng những cái đề mục Kasina chẳng hạn vậy. Cái hình ảnh của một cái vòng tròn Kasina đất, nó có nhiều cái nét. À, chính vì có nhiều cái nét đó đó, à, cho nên nó mới dẫn cho cái tâm sở tầm nó sinh ra. À, hoặc giả trong cái đề mục tử thi chẳng hạn vậy. Như những đề mục xác chết đó, thì những đề mục này nó thay đổi rất liên tục. 5 phút trước có thể là da nó còn tốt, nhưng mà 5 phút sau có thể da nó tái vậy. Và khi đó nhờ những cái cảnh như vậy, thay đổi như vậy, tâm sở tầm nó phát huy được sức mạnh. Mà khi mà nó phát huy được sức mạnh thì nó giúp cho những cái tâm sở đồng sinh với nó cũng phát huy sức mạnh. Nó cũng giống như là một cái cuộc, một buổi nhạc giao hưởng nhỉ? Trong đó có rất nhiều âm thanh hỗn loạn. Thì với một cái người mà yêu thích một cái món nhạc khí nào đó, thì họ chỉ lắng nghe được cái âm thanh đó mà thôi. Như là họ lắng nghe tiếng tiêu, hay là tiếng sáo, hay là tiếng đàn vi ô lông, mà những cái khác không gì, không có nhận biết, nghĩa là không màng tới, mà chỉ ghi nhận cho đó thôi. Hoặc giả là ở trong một cái cuộc thi chẳng hạn về âm nhạc, ở trên bàn giám khảo nó có nhiều vị giám khảo, thì một vị giám khảo nó chỉ lặng lặng quan sát cái cách diễn xuất của thí sinh, người thứ hai thì chỉ lặng lặng quan sát những cái âm điệu của bản nhạc đó, cái giọng hát của người đó, người thứ ba thì lặng lặng quan sát cái sự đúng nhịp hay không đúng nhịp của thí sinh đó. Cho nên ở đây mới gọi là tìm kiếm cách đặc biệt. Ở trong một cái bối cảnh nhiều cái cảnh hỗn độn vậy mà nó tìm được một cái cảnh nào đó đặc biệt, thì đó chính là cái trạng thái của tâm sở tầm. Như thế đó thì quý vị sẽ thấy rằng trong những cái lúc mà hành thiền á, trong những lúc mà hành thiền thì chúng ta phát hiện nhiều cái cảnh, nhiều cái cảnh. Những người mà mới giai đoạn đầu mà hành thiền đó, thì 2 hoặc 3 phút đầu còn nhớ tới cái hơi thở, nhưng mà phút sau thì thấy hơi thở nó đâu đi đâu rồi mất, bắt đầu có những cảnh khác nó xuất hiện, người đó cho rằng mình bị phóng dật. Điều này cũng hợp lý. Nhưng mà nếu người này phát triển được chi tầm á, thì cho dù cái nhiều cảnh nó xuất hiện đó, thì cái đề mục người này vẫn, người đó vẫn nhận biết được. Dù cho nhiều cảnh nào cũng vậy, nó sanh khởi lên.
thì người này vẫn có nhận thức được cái hơi thở mình nó vào hay ra. Thì lúc đó người đó biết rằng cái sự kiện mà nó nhiều cái cảnh nhớ nhà hoặc là cái cảnh nào nào đó nó xuất hiện, đó là cái việc làm của tác ý. Nhưng mà việc làm của tâm á thì nó chỉ chú ý vào một cái gì đó, mặc dù mấy cái kia nó có xuất hiện chăng nữa thì cái hơi thở nó vẫn dính liền ở trong cái người hành giả vẫn nhận thức được nó. Thì bây giờ xin thưa quý vị rằng cái công năng của tâm nó đã được hiện lộ. À, cho nên trong cái niệm pháp tứ niệm xứ đó, nhất là niệm về năm truyền cái đó, à, chúng ta sợ những năm truyền cái, tức là năm pháp chướng ngại trói buộc. Nhưng mà trong phần tứ niệm xứ, niệm pháp tứ niệm xứ đó, thì Đức Phật ngài dạy rằng á, hãy ghi nhận năm truyền cái. Tức là trong lúc hành thiền đó, có đôi khi những tư tưởng tham dục nó sân khởi lên, à, nhưng người này vẫn biết nó và vẫn biết luôn cả hơi thở mà. Thì cái mà vừa nhận biết đó, mà vừa nhận biết được hơi thở đó, diệt trừ đi cái tham dục đó và vẫn giữ được cái hơi thở, vẫn biết được hơi thở vào ra đó, đó là cái công năng của chi tâm. Hoặc giả rằng khi nó bị phóng dật mà người này vẫn biết nó phóng dật mà vẫn nghĩ được cái hơi thở của mình, vẫn là thấy được cái hơi thở mà, thì người này ghi nhận xong vẫn là trở về cái đề mục của mình. À, đó là cái công năng của chi tâm. Và trong giai đoạn đầu thì chúng ta sử dụng cái chi tâm này rất là nhiều. Nếu người nào, hành giả nào chú ý về cái hơi thở của mình một cách mạnh mẽ và tìm trong những cái hơi thở đó những cái gì đặc biệt ở trong hơi thở đó, thấy rõ cái hơi thở nó thô thiển hoặc là thấy rõ cái hơi thở của nó nhẹ nhàng hoặc là thấy cái hơi thở nó hổn hển vân vân, hiểu mới biết rõ được như vậy. Thì bây giờ đó là công năng của chi tâm. À, xin thưa quý vị, chi tâm khi mà chúng ta biết được cái trạng thái và cái công năng của nó như vậy, nó không phải là đơn giản đâu thưa quý vị. Nếu ở trong thiền tịnh thì chi tâm khi nó phát triển nó sẽ đẩy lùi đi cái trạng thái giả dợi của tâm, tức là một cái trạng thái buồn ngủ co rút lại. Và xin thưa quý vị rằng những cái tâm nào mà nó còn bị cái hôn trầm co rút lại thì người hành giả phải nhận thức rằng bây giờ nó đã có những cái loại tâm bất thiện. Bởi vì cái hôn trầm hay thủy miên đó, nó chỉ xuất hiện ở trong những cái tâm bất thiện hữu trợ mà thôi. Cho nên người này phải nỗ lực chú ý sử dụng chi tâm để quán xét về cái cảnh mà mình nhận được như là hơi thở. Chú ý hơi thở càng nhiều thì bây giờ cái sự hôn trầm của mình nó sẽ không còn. Một khi mà nó đã vững mạnh thì nó sẽ đẩy lùi đi cái hôn trầm. Và một khi nó đẩy lùi cái hôn trầm thì đồng nghĩa rằng là người đó đẩy lùi đi cái bất thiện, không còn bị vướng dắt vào cái bất thiện nữa. Cho nên chi tâm nó có công năng nó đẩy lùi cái bất thiện chứ không phải là không có. Nếu người nào khéo léo tu tập làm cho chi tâm được sinh khởi thì bây giờ người đó an tâm rằng trong cái thời 5 phút, 7 phút, 10 phút hoặc là 2 phút, 3 phút đó đó, à, tâm bất thiện nó không sanh lên. Mà quý vị biết rằng á, trong một cái khẩy móng tay như vậy á, nó có hàng tỷ sát na sinh khởi. Và mỗi tâm lộ như vậy á, nó gồm có nhiều lắm là 17 cái sát na. Mà trong đó á, quan trọng nhất là những cái sát na động lực. Những sát na động lực này nó tạo nghiệp xấu hay là nghiệp tốt trong đó.
mà 5 phút như vậy hoặc là 2 phút như vậy, mà người này chú ý vào cái đề mục thiền tịnh của mình, mà đẩy lùi đi cái hôn trầm, sự giả dưỡi của tâm, sự co rút của tâm, thì người này trong 2 phút đó vô số tâm thiện sanh khởi ra. Nhờ chữ tâm nó đẩy lùi đi cái những pháp hỗ trợ cho bất thiện sanh khởi, cho nên công năng nó rất là đặc biệt. Cho nên các ngài mới dạy chúng ta rằng hãy chú ý thật kỹ với những gì mà nó vừa sinh khởi lên, nhưng mà đừng bao giờ quên lấy cái đề mục của chúng ta. Giống như là một người mà quen niệm Phật chứ hao bạn, dù có nhiều cảnh nó xuất hiện lên nhưng mà vẫn ghi nhớ được cái hồng danh của Đức Phật, và hay ghi nhớ được cái gì như vậy thì đẩy lùi đi những cái bất thiện. Và trong một thời gian 5 phút mà quý vị có một cái loạt hàng tỷ tỷ những cái tâm thiện sanh lên thì quá tốt đẹp, rất tốt đẹp. Cho nên chúng ta phải đi tận dụng được cái sức mạnh của chi tâm, phải tận dụng được cái sức mạnh của chi tâm. Rồi thưa quý vị, chi tâm nó có cái công năng, nó hướng dẫn cái tâm đi đến một cái đối tượng mà đắc ý nó vẽ ra, hay nói cách khác là hướng tâm tới một cái đối tượng mà tác ý nó tạo ra cho tâm. Và nếu như cái tác ý khéo, tức là định hướng đúng về những cái trạng thái an tịnh của thân tâm, thì bây giờ chi tâm nó sẽ phát huy cái sức mạnh của nó, và nó trở thành là chánh tư duy. À, xin quý vị, trong tạng kinh Đức Phật ngài dạy chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng cái chánh tư duy nó mang một vóc dáng bình thường, mà chúng ta chỉ quan trọng tới cái chánh kiến. Xin thưa quý vị, nên nhớ rằng các giáo thọ sư đã dạy chúng ta rằng chánh kiến, chánh tư duy được gom vào nhóm của tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được gom vào nhóm của giới, chánh tấn, chánh niệm, chánh định được gom vào nhóm của định. Mà chánh kiến tức là trí tuệ rồi, tại sao lại chánh tư duy lại gom vào cái trí tuệ, gom vào cái nhóm của trí? Xin thưa quý vị, trí tuệ tức là sự thấy biết, sự thấy biết, mà chánh kiến có nghĩa là thấy đúng, biết đúng. Nhưng mà đơn giản chỉ thấy biết không thôi thì không thể thấy một cách trọn vẹn, mà nó nhờ có cái chánh tư duy này mới có thể thấy một cách trọn vẹn. Như thế nào? Xin nói vậy rằng á, như một cái người muốn quan sát một cái đồng tiền ở trong tay, nếu như người đó để một đồng tiền ở trên mặt bàn, một mặt của đồng tiền, mặc dù người đó biết rằng giá trị của đồng tiền này, biết rằng là cái loại kim loại làm ra cái đồng tiền này, nhưng mà mặt bên kia người đó sao không thấy. Giờ muốn quan sát là mặt bên kia nữa, thì người này phải dùng bàn tay để lật cái đồng tiền đó nhiều hướng, để xem mặt bên trái, mặt bên phải, cái góc độ này, cái góc độ kia. Và sau khi mà xem xét được một cách trọn vẹn đó, thì người này mới hiểu ra nhiều cái khía cạnh ở trong cái đồng tiền. Nếu chỉ lấy con mắt không mà nhìn nó thì không thể biết hết được, phải dùng bàn tay. Thì xin thưa quý vị,
Con mắt ví như là chánh kiến, mà chánh tư duy ví như cái bàn tay xoay chuyển cái đồng tiền ở nhiều khía cạnh, nhiều góc độ, nhiều mặt để mà nhận thấy. Trí mà thấy được những cái pháp cách trọn vẹn đó là chính nhờ hỗ trợ của chánh tư duy. Mà chánh tư duy ở đây chính là tâm sở tâm. Mà chánh tư duy là một trong những cái chỉ đạo dẫn tới niết bàn, dẫn xuất ra khỏi luân hồi, chứ không phải là một cái tâm sở đơn thuần mà chúng ta hiểu biết như vậy. Và xin thưa quý vị, chính Đức Phật ngài dạy rằng á, ví như bình minh báo cho mặt trời xuất hiện, như thế nào cũng vậy, làm bạn với thiện báo hiệu cho thất giác chi xuất hiện, và thất giác chi là pháp dẫn tới bất tử giới, tức là niết bàn. Ở đây trong bài kinh Tương Ưng Giác Chi. Và như vậy thì chúng ta thấy làm bạn với thiện, làm bạn với thiện tức là đi tìm kiếm cái thiện, đi tìm kiếm thiện và loại trừ đi những cái bất thiện. Cho nên ở trong chánh tư duy Đức Phật ngài dạy chúng ta đó, cái thành phần của chánh tư duy nó gồm có ba loại tầm. Thứ nhất là Nekhamma Vitakko hay là Nekhamma Vitakka. Nekhamma là ly dục, lìa bỏ cái dục. Vitakka là đi tìm cách đặc biệt để mà lìa bỏ cái dục. Tức là như chúng ta trình bày quý vị, trong cái sắc tinh hư vị xúc nó là dục, và chỉ tầm nó tìm một cái nét nào đặc biệt ở trong một cái hỗn loạn đó đó, trong cái những cái cảnh, nhiều cảnh đó đó, nó tìm cách nào đặc biệt, một nét đặc biệt. Thì giữa sắc tinh hư vị xúc mà người đời sống của chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải gặp nó, ngoại trừ chúng ta lúc là chúng ta ngủ mà thôi. Chính mà chúng ta còn tỉnh táo thì lúc nào chúng ta ở trong cái dục giới này, lúc nào chúng ta cũng phải không nhận màu sắc thì cũng nhận âm thanh, không nhận âm thanh thì chúng ta cũng nhận cái mùi hương, không nhận mùi hương thì chúng ta cũng nhận cái hương vị, vân vân. Thôi không làm quá mà. Nhưng mà tìm cái nét đặc biệt ở trong cái cảnh hỗn loạn đó ta. Cái nét đặc biệt đó là gì? Chính là tìm thấy cái nguy hại của nó, rồi tìm thấy cái vị ngọt của nó. Dân Đức Phật ngài dạy rằng á, này chư tỳ khưu, khi còn là Bồ Tát, ta chưa thấy được vị ngọt là vị ngọt, ta chưa thấy nguy hại là nguy hại, ta chưa thấy cái phương án xuất ly là xuất ly, thì ta chưa tự xưng mình là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này chư tỳ khưu, khi ta biết rõ vị ngọt của sắc thanh hương vị xúc là vị ngọt, ta biết rõ cái nguy hại của sắc thanh hương vị xúc là nguy hại, và ta biết rõ cái phương án thoát ra khỏi sắc thanh hương vị xúc đó, diệt trừ đi cái nguy hại đó, bây giờ này chưa thì khô, bây ta mới xưng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì cái chi tâm này á, nó phải tìm một cách nào đặc biệt ở trong cái sắc thanh hương vị xúc, nó tìm thấy cái vị ngọt của sắc thanh hương vị xúc, rồi nó tìm thấy cái nguy hại của sắc thanh hương vị xúc, rồi nó tìm thấy cái cách thoát ra cái sắc thanh hương vị xúc. Cho nên cái cách này Đức Phật ngài gión gọn, hay ngài dạy chúng ta một cách ngắn gọn, đó là Nekhamma Vitakka, ly dục tâm.
nhận thức, mắt đụng chạm cảnh sắc, biết, tai nghe âm thanh, biết, mũi ngửi mùi hương, biết, vân vân. Nhưng mà chính chi tâm này nó làm lộ ra những cái vị ngọt của sắc thanh hương vị xúc đó, và đồng thời nó cũng nhờ chi tâm này nó làm lộ ra cái bất ổn, cái tai hại, cái nguy hiểm của sắc thanh hương vị xúc đó. Và cuối cùng thì chính chi tâm này nó hỗ trợ cho trí tuệ để thấy được cái phương án đi ra khỏi, không bị dính mắc với sắc thanh hương vị xúc. Và Đức Phật này dùng cái hình ảnh mà chúng ta thường nghe trong tạng kinh đó, ví như một con thiên nga đi tới ao hồ, sau khi tìm vật thực được no lòng rồi thì con thiên nga đó vỗ cánh ra đi, không hề dính mắc tới cái ao hồ đó. Như thế nào cũng vậy, thì khi mà chúng ta tiếp cận với sắc thanh hương vị xúc, không phải là diệt, không phải, không phải là thấy niệm thấy mất bỏ, không phải, hay là nghe cái niệm là nghe để chấm dứt đi, không phải vậy, mà tìm kiếm ở trong cái âm thanh đó nó như thế nào, nó bất ổn ở chỗ nào, tìm thấy ra trong sắc đó nó có bất ổn như thế nào. Đó là việc làm của chi tâm ở trong Nekhamma Vitakka. Lại nữa, con người chúng ta khi gặp những cái cảnh, chúng sanh chúng ta khi gặp những cảnh xấu, những cảnh mà không có hài lòng, những cảnh mà không đúng khuynh hướng, thì chúng ta sẽ khởi lên một cái khó chịu bất bình. Thì Đức Phật dạy chúng ta đó, một cái chi phần của chánh tư duy này là tìm xem cái cảnh bất ổn đó nó có cái vị ngọt hay không. Xin thưa quý vị, nó vẫn có cái vị ngọt của cảnh bất ổn, cái cảnh mà không hợp, không có hài lòng chúng ta. Thí dụ như trong đời sống chúng ta đó, chúng ta gặp một cái người đó mà trước đây chúng ta khó chịu bực mình, giờ gặp lại đó, tự nhiên cũng khó chịu bực mình. Nhưng mà giờ mình sử dụng công năng tầm này đó, thì mình tìm kiếm cái gì đặc biệt ở trong cái khối mà chúng ta không hài lòng đó, nó có gì tốt hay không. Một khi mà chúng ta tìm thấy một cái gì tốt trong đó đó, thì tự nhiên chúng ta giảm thiểu những cái phần khó chịu. Chúng ta thấy là đống rác, chúng ta thấy đống rác chúng ta cảm thấy khó chịu, nhưng mà nếu chúng ta đi tìm một cái lợi ích của đống rác đó, chúng ta có thấy rằng chính đống rác này nó có thể giúp cho cây nó được tươi xanh, và những cái quả ngon ngọt nó cũng xuất phát từ cái đống rác này. Nếu cái đống rác này đem bón phân làm phân thì nó sẽ cho trái ngọt, cho những cái cánh hoa tốt. Như vậy thì cái sự giảm thiểu của mình, cái sự sân hận của mình nó không có. Rồi thì chúng ta tìm thấy cái nguy hại của nó. Nếu như cái đống rác này được sử dụng cách đúng thì nó có thể phát sinh lợi ích, nhưng mà nếu sử dụng sai thì nó gây ra những cái bệnh truyền nhiễm, hoặc là nó gây ra những cái tai hại, hoặc là nó gây ra làm bất ổn sức khỏe, vân vân. Đó là cái tai hại. Thì cái biện pháp tốt nhất là sử dụng nó ở một cách đúng đắn. Ở một cách đúng đắn. Do đó, xin thưa quý vị rằng cái bất thiện pháp không phải là không có tác dụng đối với chúng ta, đối với những người mà đi tầm cầu giải thoát. Xa lánh là phải rồi, nhưng một khi bất thiện pháp nó hiện khởi thì như thế nào?
Làm sao có thể chúng ta có thể ngăn cản những cái tùy miên, tức là những cái gì mà nó tiềm ẩn trong tâm của chúng ta, nó không khởi hiện ra. Những tùy miên nó có thể khởi hiện trong giấc ngủ nữa kìa. Có những giấc ngủ mà chúng ta có cái mơ tưởng những cái gì đó nó thuộc về bất thiện, nó cũng vẫn có, nó cũng vẫn cứ khởi lên cho chúng ta, chứ hay không? Bởi vì nó xuất phát từ cái dùng tùy miên, tức là anusya, dùng ngủ ngầm đó. Chưa chắc nhà ai trong đời này ngoài bậc thánh A-la-hán hay là Đức Phật Chánh Văn Giác mà trong đời sống hàng ngày nó không khởi lên những bất thiện pháp, cho dù đó là bậc thánh A-la-hán. Ngay cả bậc thánh A-la-hán đôi khi các ngài cũng khởi lên những bất thiện pháp, nó khởi lên đến mức độ mà có thể ngài chưa nhận thức được luôn, chứ không phải là chứ khởi lên mà ngài nhận thức được. Mà điển hình như chúng ta thấy là như ngài Anuruddha A-la-hán để nhất về thiên nhãn minh, nhưng mà một kiêu mạn khởi lên cho ngài Anuruddha. Ngài vừa trình bày mà cũng giống vừa như vừa khoe với Đức Xá Lợi Phất: thưa hiền giả Xá Lợi Phất, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn 1000 thế giới như nhìn một vật ở trong lòng bàn tay. Như trình bày nhưng mà cũng ngầm để khoe. Cho nên Đức Xá Lợi Phất nói: này hiền giả, với cái tư tưởng đó chính là kiêu mạn của hiền giả. Tức là khởi lên vậy mà ngài cũng chưa nhận thức. Nếu ngài nhận thức thì dĩ nhiên ngài đã diệt trừ rồi. Nếu như không nhận thức, cho nên ngài vẫn khởi lên được những cái lời nói như vậy. Điều này cho chúng ta thấy rằng ở trong đời sống chúng ta đôi khi những cái bất thiện pháp nó khởi lên chúng ta không thấy, không hay. Thì bất thiện pháp này không phải là một cái điều mà chúng ta dĩ nhiên tránh né được hoặc là không cho khởi lên đã đành rồi. Nhưng mà khi nó khởi lên thì sao đây? Nó khởi lên thì sao đây? À xin thưa vậy, khi nó khởi lên chúng ta nhận biết nó, thì Đức Phật ngài dạy chúng ta cái phương pháp lấy bất thiện diệt bất thiện. Tức là Đức Phật ngài dạy chúng ta đó, lấy vật thực diệt vật thực, lấy ngã mạn diệt ngã mạn, lấy dục diệt dục, và lấy bất thiện diệt bất thiện. Khi mình phát hiện ra đó thì mình đi tìm một cái pháp nào đó đối trị ngược lại với cái bất thiện kia. Thí dụ như tham sân khởi lên thì dùng bất thiện sân diệt trừ nó. Mà khi sân sinh khởi lên thì dùng cái bất thiện tham diệt trừ nó. Nhưng mà tìm thấy được cái bất thiện tham hay tiền cái bất thiện sân, nó chính lại là chi tâm ở trong một cái khối đó, ở trong một những cái cảnh đó, khi tham sinh khởi lên thì dùng sân, tức là thấy những cái cảnh đẹp, thấy sắc thinh hương vị xúc nó đẹp. Thí dụ như một người thấy một cái người nam hay một người nữ xinh đẹp thì bắt đầu khởi tâm thích thú luyến ái. Nhưng mà khi mà phát hiện được á thì dùng bất thiện sân trừ nó, tức là dùng cái tướng bất mỹ để diệt trừ nó. Đây là trường hợp mà Đức Phật ngài dạy. Tương truyền rằng Đức Ananda là một cái người, một cái vị sa môn rất xinh đẹp, ngài có tăng tướng rất hoàn hảo và ngài có một cái trí nhớ rất tuyệt vời. Một lần nọ trên đường đi về Kỳ Viên, ngài gặp một cái cô nữ tỳ đang đi lấy nước, và ngài khát nước quá, ngài mới nói rằng: này cô, hãy xin cho tôi xin một bát nước. Thì người nữ tỳ đó đã né qua bên mà nói rằng: bạch ngài, ngài là thuộc dòng dõi cao sang, còn tôi là thuộc dòng nô lệ, tôi sẽ không dám cho ngài bát nước. Đức Ananda mới trả lời rằng: này cô, Đức Thế Tôn ngài có dạy,
không có sự bất bình đẳng ở trong những giọt máu cùng đỏ, không có sự bất bình đẳng ở trong những giọt nước mắt cùng mặn. Ngài xin cô hãy cho tôi xin một bát nước. Với âm thanh ngọt ngào như vậy thì cô này vừa vui và đã tặng cho dân cho ngài một bát nước. Và cô này tên là cô Lý Gia. Nhưng mà hình ảnh của ngài Ananda đã chiếm ngự cái tâm của cô. Và thay vì về nhà chủ, cô không, cô đi theo ngài Ananda đi tới chùa Kỳ Viên. Mới ra tới cổng chùa Kỳ Viên, ngó là thấy cô, cái cô này lẻo đẻo theo mình, ngài cũng bắt đầu hơi rung, tức là có gì bất ổn xảy ra. Cho nên ngài đi vào lãnh lễ Đức Thế Tôn, cô này đi theo vô. Đức Thế Tôn ngài mới hỏi đó, này cô Lý Gia, vì sao mà cô đi theo đệ tử Như Lai là An Đa vậy? Nhưng mà Đức Thế Tôn thì con thương ông ấy quá, xa lìa ông con chịu không nổi. Rồi Đức Phật ngài mới hỏi rằng này cô Lý Gia, nàng thương An Đa thương cái gì? Bà Đức Thế Tôn, con thương con mắt đẹp của ông. Đức Thế Tôn phải dạy rằng này An Đa, con mắt nó không có đẹp, bên trong nó chứa đầy mủ, nó chứa đầy những cái máu, nó chứa đầy những cái gàn, nước mắt, nước vớt, không có đẹp. Bà Đức Thế Tôn, con thương cái mũi của Đức An Đà, này cho cái mũi cũng không có đẹp, bên trong cái mũi nó chứa đầy nước, nó chứa đầy nước mũi, nước nhớt và những cái mùi hôi thối từ bao tử nó có thể xông lên, nó làm cho hôi thối. Vâng, vâng. Như thế nào cũng vậy, khi mà cái tham sinh khởi lên, mình tìm kiếm một cái gì đó để đối trị cái tham đó, đối trị cái tham đó. Vậy thì phải dùng cái khó chịu, cái bất bình, cái tướng xấu, tức là cái sân, để mình đối trị cái tham đó. Mà khi mà sân sanh lên thì mình dùng cái tham, mình đối trị nó. Ví dụ như là một cái người đang làm nhiều phước á, mà mình cảm thấy khó chịu với người ta, thì mình sẽ đi tìm một cái tốt đẹp ở trong đó. À, người này đang làm nhiều phước vậy thì người này sẽ cái hưởng quả an lành chắc chắn, bởi vì nhân quả lúc nào nó cũng sẽ trả cho người này có một cái quả an lành. Vậy thì cái quả an lành đó, cái quả tốt đẹp đó là cái điều mà chúng sanh ai cũng thích, ai cũng tầm cầu. Mà ta may mắn gặp được như vậy, tại sao ta không tìm cầu cái an lạc đó? Bằng cách nào? Bằng cách hoan hỷ với người, hoan hỷ với việc thiện đó, để sau này họ có những tài sản, rồi sau này họ có những cái sự an lạc đó, mình cộng hưởng với họ. Cho nên cái sự bất bình đó nó không còn nữa, mà phát sanh cái tâm hoan hỷ với phước thiện của người khác. Và tất cả những cái đó là công năng của cái chi tạch. Cho nên Đức Phật ngài dạy chúng ta đó, hãy lìa những cái bất thiện, lìa bất thiện. Mà một trong những chi phần của chánh tư duy đó, tức là ly sân tầm, ác đô xá quý tắc cột. Hãy giữ lúc nào tâm nó cũng an tịnh. Đối với sắc tinh hương vị xúc thì dùng nó như là một tính chất, như một chiếc xe cần phải có dầu mỡ để làm trơn đi những cái bánh xe, để bánh xe nó chạy một cách tốt đẹp. Như thế nào cũng vậy, cũng như cái vật thực hoặc là sắc tinh hương vị xúc, đó là những dầu mỡ thoa vào ở trong cái cổ xe danh sắc này, giúp cho cái cổ xe danh sắc này nó được tốt đẹp để mà nó thực hiện những cái điều tốt. Nhưng mà dĩ nhiên chiếc xe nó sẽ không bao giờ dính mắt
tới cái dầu mỡ. Nó dùng dầu mỡ giống như là một cái chất liệu để làm trơn đi những cái bộ phận của nó mà thôi. Như thế nào cũng vậy, chúng ta thọ dụng sắc thanh hương vị xúc và nghĩ đó là những cái dược chất để giúp cho danh sắc này được khỏe mạnh để thực hiện hành đạo. Mà hành đạo thì hành đạo nha, trước tiên phải lìa bỏ cái bất bình khó chịu, đó là ly sân tâm. Điểm thứ ba nữa là ly hại tâm. Ở đây khi mà quý gọi là quý hinh xá, quý tắc vô, tức là đi tìm kiếm cái vô hại. Thường thường nó khi mà nói cái vô hại tâm đó, chúng ta nghĩ rằng đừng có đánh đập, đừng có làm cho những cái chúng sanh khác đau khổ bằng tay, bằng chân, bằng lời nói. Xin thưa quý vị, ngay cả những thảo mộc, thì người đó nếu như không phải làm cái việc gì cần thiết thì người đó cũng sẽ không có làm hư hoại thảo mộc. Mà bằng chứng là ở trong tạng luật thì chúng ta cho thấy Đức Phật dạy rằng cái vị tỳ khưu á mà đốn cây thì phạm ưng đối trị, nhị tỳ khưu mà khạc nhổ ở trên cỏ non hay là cây lá còn xanh phạm tất cả. Điều này cho chúng ta thấy là ly hại tầm cái không làm hại chẳng những là những chúng sanh khác đã đành, nhưng mà những cái thể vật chất nếu như không có cái lý do chính đáng thì không nên làm hại. Thậm chí chúng ta thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh có nói một cái câu chuyện, có một vị trưởng lão trên đường về, gặp một nhóm ăn cướp, nó đi sau khi đi cướp hàng về, nó tình cờ gặp vị trưởng lão đi tới, nó mới nói là gặp ông Sa Môn này, e là ông Sa Môn đi báo quan quân và chúng ta hãy trói cái ông Sa Môn này lại. Và nhóm ăn cướp đó đã bứt những sợi dây rừng trói vị trưởng lão rồi bỏ ra đi. Vị trưởng lão nằm trên đó, nếu thật sự ra ngài chỉ cần dùng ra thì những sợi dây đó đứt đi. Nhưng mà điều học này đã được Đức Thế Tôn ngài chế định, cho nên ngài kiên nhẫn và ngài chịu đựng. Trong khi đó ngài đưa tâm quán xét về cái khổ của mình khi bị trói, bị nằm ở trên đất, là bị ánh nắng chiếu, và ngài phát triển được tuệ quán chứng quả A La Hán. Cho nên ở đây chúng ta dẫn chứng gì đó, dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy trong đời sống mình nếu như vậy chúng ta hơi khắt khe đó. Nhưng mà ở đây muốn nói là ám chỉ cái ly hại tầm, tức nha, không phải chỉ đối với chúng sanh hữu tình mà đôi khi đối với những thể vật chất vô tri chúng ta cũng gìn giữ nó một cách tốt đẹp. Nếu như không có cái duyên sự nào cần thiết, vâng vâng. Họ xin thưa vậy ba cái chi tầm này nè, tức là cái ly dục tầm, cái ly sân tầm và ly hại tầm được kết thành một chi phần của bát chánh đạo là chánh tư duy. Chánh tư duy hỗ trợ cho chánh kiến để thấy rõ tất cả những cái điều tốt đẹp cũng như những cái điều nguy hại
của các pháp phổ vi và thấy được luôn cả phương án thoát ra. Và từ chánh kiến, chánh tư duy này mới dẫn tới các pháp trợ đạo đồng sinh, nó sinh khởi lên. Cho nên chi tâm nó đem những cái pháp trợ đạo đó nó áp đặt lên một đối tượng, đặt trên một đối tượng, mà đối tượng này do tác ý nó đã tạo thành, tức là hướng tới, tác ý giúp cho tâm hướng tới, cái hướng tới đó là cảnh giới tịch tịnh hay là cảnh tịch tịnh. Và khi phát triển lên chi tâm ở mức độ cao tột thì người này có khả năng chứng đắc được đạo quả. Vì sao vậy? Vì Đức Phật Ngài có dạy trong bài kinh 40, tức là Đệ Tứ Thập, ở đâu có chánh kiến ở đó có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh nạn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tuệ. Điều này nói cách khác nữa, ở đâu có chánh tư duy thì ở đó có chánh kiến, mà ở đâu có chánh tư duy thì ở đó sẽ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh nạn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn. Nói lên chánh kiến là nói chỉ giai đoạn đầu, nhưng mà chúng ta hiểu rằng tất cả những pháp này đồng sanh với nhau. Hãy có chánh kiến, có chánh tư duy thì lúc đó sẽ có chánh kiến. Nên nhớ chánh tư duy chứ không phải là chi tầm. Chánh tư duy gồm có ba cái loại tầm: thứ nhất là ly dục tầm, thứ hai là ly sân tầm, thứ ba là ly hại tầm. Dù là chưa chứng mắt nữ niết bàn nhưng mà cái tâm chúng ta lúc nào cũng có một khuynh hướng nó như vậy, thì bây giờ cái trí chúng ta nó phát triển. Bởi vì công năng của chi tâm nó giúp cho những cái tâm sở đồng sanh với nó được vững mạnh, được phát triển. Và một khi mà cái trí đi chung với cái tâm sở tầm mà nó phát triển, thì xin thưa quý vị, cái chuyện hiểu biết về các pháp, lợi ích của các pháp, nguy hại của các pháp và cách ra thoát ra các pháp để đạt tới cảnh giới vô sinh bất tử không phải xảy ra, mà có thể xảy ra vậy. Và thưa quý vị, thời gian chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sanh lên, xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, xin chia điều phước báo này đến cho chư thiện nam tín nữ và quý sư cô. Mong rằng quý vị quan hỷ quả phước này để đắc kỳ mọi sở nguyện, nhất là chứng đắc được thánh quả, đồng điều nhau. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng phước báo này đến cho chư thiên ở khắp nơi, nhất là chư thiên ở địa cầu, tứ thiên vương và đạo lợi. Các ngài mong các ngài quan hỷ thọ dụng phước báo này rồi gia hộ cho chư tôn đức tăng luôn luôn được pháp thể kinh an, gia hộ cho Vishiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, nhất là chư Phật tử được luôn luôn được thuận may trong đời sống, được tính tâm dũng mãnh và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp, đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mạch, Nam mô Sanh Thầy Giác. Dạ sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Dụ A đã thuyết giảng về tâm sở hữu biên cách cho chúng con. Và bây giờ là đến giờ pháp đàm của buổi học, và kính mời quý cô chú anh chị có những thắc mắc gì, quý vị có thể chat lên hoặc có thể comment trực tiếp hỏi giảng sư. Ở đây thượng tọa sẽ giảng giải cho chúng ta được hiểu rõ hơn xung quanh về đề tài tâm sở hữu biết cảnh mà hôm nay thượng tọa đã giảng dạy cho chúng ta. Và chúng con kính thỉnh thượng tọa nghỉ ngơi trong ít phút để chuẩn bị cho phần pháp đàm. Và mọi câu hỏi của quý vị sẽ là bài học chung cho đạo tràng. Con xin đọc lại câu hỏi của đạo hữu hướng thượng. Kính thưa sư, nếu thiện đối trị với thiện, vô tham đối trị tham, vô sân đối trị sân, hay bất thiện đối trị với bất thiện, sân trị tham và tham trị sân, như qua bài giảng giữa hai cách này thì điều nào có tác dụng cần thiết và hiệu quả hơn? Và chúng con kính thỉnh thượng tọa từ bi quan hỷ bắt đầu câu hỏi số 1 cho phần pháp đàm. Nam mô Bụt Thầy. Dạ,
Thật sự ra đó thì chính lấy vô sân trị sân, và lấy vô tham trị tham, lấy trí tuệ trị si, nó có cái tác dụng lớn và có quả báo lớn. Nhưng ở đây khi Đức Phật dạy lấy bất thiện trị bất thiện á, là trong một bối cảnh mà những cái cảnh nó tới đó như thế nào. Quý vị nhớ á, lấy vô sân mà trị sân á, cái kiềm chế sân nhiều chừng nào đó, thì khi mà nó trạo cử trở lại, nếu mà như mà vô sân mạnh á, nó có thể diệt được sân. Nhưng mà khi mà nó áp chế sân được, nhưng mà đến khi mà nếu mà sân nó mạnh lên, nó cường mạnh lên á, cường mạnh lên thì càng bực tức nhiều hơn nữa, bực nhiều hơn nữa. Khi mà vô sân nó không có cái đủ sức mạnh để mình áp chế sân. Thì trường hợp này mình dùng cái cách là lấy gậy ông đập lưng ông á, lấy bất thiện đập là bất thiện. Trên nguyên tắc là chúng ta thấy rằng á, là lấy thiện diệt bất thiện, đó là mang tới cái lợi ích lớn và cái quả báo lớn. Nhưng mà một cái trường hợp nữa, khi mà chúng ta thấy thiện chúng ta yếu á, thì chúng ta lấy cái bất thiện của nó diệt nó. Tại vì bất thiện thường thường đi chung với bất thiện, nó khuynh hướng giống nhau. Cũng giống như chúng ta lấy độc mà trị độc vậy đó, lấy độc trị độc vậy đó. Còn thiện đối với thiện thì luôn luôn nó hòa hợp với nhau, nhưng mà bất thiện á thì nó đôi khi nó trái ngược với nhau. Như chất độc đối với chất độc, lấy độc trị độc, đó là cái trường hợp mà khi gặp cái bất thiện nó mạnh quá mà cái pháp thiện chúng ta nó sanh khởi nó yếu, thì nó lại sử dụng lấy bất thiện trị bất thiện. Thế trên cái góc độ có quả báo lớn, có tác dụng lớn thì phải lấy thiện trừ bất thiện, lấy thiện trừ bất thiện. Còn cái trường hợp này chúng ta tạm thời thoát ra khỏi cái đó, nhưng mà nó còn cái dư hưởng là phía sau. Bởi vì lấy bất thiện diệt bất thiện thì lúc nào phía sau cũng còn, chúng ta cũng còn cái bất thiện đó. Chẳng khác nào bây giờ nó cũng giống cái trường hợp này nè. Bây giờ có một cái người mà có là đứa con bệnh nặng, và muốn trị với đứa con đó, nhưng mà giờ không có cách nào mà có tiền nữa, người đó phải đi mượn nợ để mà trị bệnh đứa con đó. Nhưng mà chắc chắn người này sau này phải trả nợ đó, và cộng thêm số tiền lợi. Thì đó việc về sau. Nhưng mà trong hoàn cảnh bất khả kháng này thì người này cũng phải sử dụng cái cách thức này. Nếu như người này có đủ tiền thì chuyện đó không còn gì phải nói nữa. Nhưng mà cái người này giờ trong cái trường hợp này không có tiền thì đành phải đi mượn nợ, rồi sau này phải trả nợ. Như thế nào cũng vậy. Thì chúng tôi xin trả lời với hướng thượng rằng là đúng thì chúng ta cần dùng lấy thiện trị bất thiện, bởi vì nó sẽ mang tới cái lợi ích lớn và cái quả báo lớn. Còn trong hoàn cảnh mà bất thiện chúng ta chưa có thể có đủ sức mạnh để trị nó, thì chúng ta sẽ dùng bất thiện trị bất thiện như cách thức chúng ta vừa trình bày. Nhưng rồi chúng ta phải hiểu rằng phía sau nó còn một cái hệ quả của nó ở phía sau, và chúng ta sẽ phải cắt đứt cái hệ quả đó. Đó là câu trả lời chúng tôi đối với hướng thượng. Nam mô Bồ Tát Giác. Dạ sa thố lành thay chúng con, thật kính tri ân thượng tọa đã dẫn giải câu hỏi vừa rồi cho đạo hữu hướng thượng. Và tiếp theo đó là câu hỏi số 2 của trái tim người mẹ. Thưa sư, nghe và tự mình ca hát sướng sẽ dẫn đến nghiệp quả gì nếu đưa đến quả nghiệp bất thiện? Vì sao nghe ca sĩ diễn viên không được cấm trong chi phần chánh mạng?
Dạ, chúng con kính thỉnh thượng tọa giảng dạy câu hỏi số 2 của đạo hữu trái tim người mẹ. Nam mô Bụt Thầy. Xin thưa, điểm thứ nhất á, vì sao nghe ca sĩ diễn viên không được cấm trong chi phần chánh mạng? Xin thưa, vậy chánh mạng là kênh đua mạng cách đúng đắn, mà trong cái giới bắc quan đấy, trong giới thứ 7, tức là dân giữ điều học là tránh xa sự múa hát, thổi kèn đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn. Nó có cái giới đó, giới hay không? Còn chánh mạng là nuôi mạng một cách chân chánh. Mà nếu nói về cái tà mạng thì nó vô số. Nó vô số, không liệt kê hết được nè. Chúng ta nói là rất là vô số. Như ở trong 21 điều tà mạng của vị tỳ khưu chẳng hạn vậy, nói ướm để được cái vật đó, mà được vật đó rồi á, được gọi là tà mạng. Mà thí dụ muốn ăn trái sầu riêng chẳng hạn vậy, là bộ hỏi rằng cái trái này là trái gì, xong có gai kỳ vậy. Cái người Phật tử nói thưa sư, cái là trái sầu riêng. Ồ, ăn nó ngon không? Hồi đó giờ sư chưa ăn lần nào hết. Nó ướm kiểu đó đó, mà dùng trái sầu riêng vậy đó là rơi vào tà mạng. Hoặc là cho bông cho hoa ở trong cái khuôn viên chùa, để rồi người Phật tử cảm cái cảm niệm cái ân đức mình, để khi mà mình đi ngang đi bát cái đặt bát cúng dường mình. Hoặc là có một cái trả thù lao cho mình, thì cái đó cũng là rơi vào tà mạng. Chúng ta nói rằng là nội tỳ khưu không thôi á, đã là có 21 điều tà mạng như vậy. Nói ướm nè, nói giả dờ nè, nói dọa dẫm nè, đúng không? Thì đối với cư sĩ nó càng nhiều hơn nữa, càng nhiều hơn nữa. Mà chánh mạng là nuôi mạng một cách đúng đắn. Mình loại trừ đi những cái chi phần mà nó không có nuôi mạng cách sái quấy. Chúng ta thuộc quý vị nghe một cái câu chuyện bổn sanh như vậy, để quý vị suy ngẫm. Đây là cái bổn sanh ở trong câu chuyện gọi là Trọng Pháp hay là Cá Rú Thăm Má. Tương truyền rằng ở trong quá khứ Bồ Tát của chúng ta là ông vị vua, ngài rất giữ gìn giới rất trong sạch. Dần tới bà Hoàng Thái Hậu, rồi Hoàng Hậu, rồi ông Phó Vương, rồi người đánh xe, rồi người gác cổng thành, vân vân, là tất cả đều phải khen ngợi một cái cô kỹ nữ. Mà cô kỹ nữ này á, là khi nhận lời với ai rồi đó, thì nếu người đó chưa đến thì cô không có nhận lời người khác. Mà xin thưa vậy, cô kỹ nữ này chính là tiền thân của bà Út Lá Quanh Na đó. Vì sao vậy? Vì bà không có còn một cái cách nào nuôi sống nữa hết, cho nên phải hành nghề này, không còn cách nào để nuôi sống nữa. Nhưng mà hành nghề này á, nếu như nhận tiền một cái người nào đó mà chưa có người đó chưa đến thì bà sẽ không nhận một người nào khác. Đây là câu chuyện ở trong
Garuthama, tức là cộng pháp. Cho nên đối với những người ca sĩ đó, về cái lĩnh vực mà chánh mạng gì họ, đó là một cái sự nuôi sống mà, hay là những viên siết nuôi sống mà. Thì nói trên phương diện chánh mạng thì được, nhưng mà nói trên cái phương diện khác thì nó lại là có cái hệ quả khác nó khởi lên. Cái người mà thích ca hát, đây là chúng tôi không có ý gì khác mà chúng tôi trình bày đúng theo kinh Tạng nha. Này, kinh Tạng. Còn vấn đề còn lại là do quý vị thẩm xét. Còn đây chúng tôi trình bày theo đúng cái kinh Tạng mà chúng tôi học hỏi được. Thì trong thời Đức Phật có một cái vũ kịch sư tên là Talubutta. Ngài là một vũ kịch sư nổi tiếng, xem như là đệ nhất á. Rồi khi nghe Đức Thế Tôn ngài giảng pháp, cái vũ kịch sư Talubutta này đi tới hỏi Đức Thế Tôn: mà Đức Thế Tôn, con giúp vua cho thiên hạ như vậy, sau khi mệnh chung con có sanh về nhà cảnh hay không? Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: thôi vừa rồi này Talubutta, hãy để yên vấn đề này. Lần thứ hai và lần thứ ba thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy là: này Talubutta, cái người nào mà làm cho tâm người khác rơi vào tham đắm, rồi tự mình bị tham đắm, thì sau khi thân ngoại mệnh chung sẽ rớt xuống địa ngục hí tiếu. Nghe vậy Talubutta bật khóc lên. Đức Thế Tôn phán dạy rằng: này Talubutta, Như Lai đã nói rồi, thôi hãy để yên vấn đề này. Thì Talubutta nói là: bạch Đức Thế Tôn, không phải con khóc vì con sợ cái địa ngục, nhưng mà con bị ta lừa. Và ngài Talubutta đã xuất gia trong giáo đoàn này, về sau ngài trở thành bậc thánh A-la-hán. Thì điều này ghi nhận ở trong Trung Bộ Kinh cũng có, và ghi nhận ở trong Trưởng Lão Tăng Kệ, câu chuyện của ngài Talubutta cũng có. Nói chúng tôi theo kinh mà chúng ta trả lời như vậy, còn tùy sự nhận định của quý vị. Chúng tôi không có ý kiến, chúng tôi gửi mít lại cho đạo tràng. Nói bàn về chánh mạng là một việc khác, mà bàn về cái hệ quả của cái sự ca hát nó là một vấn đề khác. Xin trả lời cho bà mẹ gì đó. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa chánh minh vừa qua đã dạy con hỏi sau hai vừa rồi cho phần pháp đàm. Dạ, không biết là ở ấp hạnh phúc hiện tại con có câu hỏi nào hay không. Dạ, thấy bàn tay của sư cô chú tiểu ở kính nhiều mít ra cho sư cô nha. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lĩnh lễ thượng tọa chánh minh, con kính lĩnh lễ thành thể đạo tràng. Mô Phật, con kính bạch sư, cho phép con được hỏi một câu. Dạ, Mô Phật không biết đạo tràng nghe rõ tiếng của con nói không ạ? Dạ, Mô Phật không biết đạo tràng nghe rõ không ạ? Dạ, Mô Phật. Dạ, con kính bạch sư, cho con hỏi. Khi nãy sư có giảng một câu là: khi mà có một tiếng động xuất hiện, một âm thanh xuất hiện, hoặc là một cái hình sắc nào đó xuất hiện, thì làm cho cái tâm nhãn hoặc là tâm nhĩ sanh khởi, nhưng mà tâm sở tầm không có sanh khởi. Nhưng mà trong phần về tâm thì có tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện, hoặc là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện. Nhưng mà khi mà một
hình tướng xuất hiện hoặc là một âm thanh xuất hiện thì cái tâm nhãn bất thiện hay là tâm nhãn thiện sẽ sanh khởi ạ. Mô Phật con kính thỉnh sư hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con. Dạ thưa sư cô, cái tâm nhãn nhãn thức hay là nhĩ thức, luôn cả tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó không là thiện hay là bất thiện, đơn giản nó chỉ là loại tâm quả sinh khởi lên. Thuật ngữ của diệu pháp được gọi là Abhyakatta Chittang, tức là tâm vô ký, hay là Abhyakatta Dhamma, tức là pháp vô ký, hoặc là nó là pháp quả. Nó không là thiện, nó không là bất thiện, nhưng mà để phân biệt cái cảnh sắc tốt thì các ngài đưa vô thêm một từ để chúng ta nhận định, đó là nhãn thức thọ xả quả thiệt. Nếu như cảnh sắc xấu, tức là cái nó không thích hợp với con mắt của chúng ta đó, nó cái quả của xấu á nha, thì các ngài đưa vô là tâm quả, tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện, để chỉ ra cái cảnh xấu này, cái âm thanh xấu này, cái mùi hôi thối này, cái vị cay này, vị đắng này, nó là kết quả của tâm bất thiện, nó gọi là tâm quả bất thiện. Còn âm thanh du dương, cảnh sắc đẹp, cái mùi thơm, nó là cái quả của thiện, nên cái ngày mới nói là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện, vân vân. Chứ còn nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó không là thiện hay bất thiện. Nhưng từ ở chỗ đó nó mới nói tiếp, nói tiếp, nói tiếp, để cuối cùng nó trở thành là thiện hay bất thiện ở trong cái lọt động lực mà tâm sở tác ý, nó đóng vai trò quan trọng để trước khi cái tâm thiện hay tâm bất thiện nó khởi lên. Trong cái phần tâm sở tác ý chúng tôi có trình bày, với những cái tâm thiện thì luôn luôn mở đầu cho những tâm thọ thiện sanh khởi này đều là những tác ý đúng hay là tác ý khéo, còn mở đầu cho những tâm bất thiện sanh lên là tác ý không đúng hoặc tác ý không khéo. Trong phần tâm sở tác ý chúng tôi có trình bày. Cho nên sư cô quan hỷ nha, xin nhớ giùm chúng tôi rằng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân năm cái thức này nó không thiện cũng không bất thiện, đơn giản nó chỉ là kết quả của thiện hay kết quả của bất thiện. Do đó nhãn thức đính kèm theo là nhãn thức thọ xả quả thiện, để chỉ cho mắt thấy những cảnh sắc tốt như thấy thiên cung, thấy hoàng cung, thấy cánh hoa nở, thấy ruộng đồng xanh bát ngát, vân vân, tùy theo cái khuynh hướng của mình. Nè. Còn năm âm thanh mà không du dương hay không xấu xa thì nó là tâm gì? Âm thanh làm sao có tâm trong đó? Nghe âm thanh không du dương, cái đúng không à? Nghe âm thanh không du dương, chúng ta nói là nó sanh tâm gì đó, là tùy theo cái tác ý đúng hay là tác ý không đúng, chứ không phải là cái từ cái đó nó sanh ra cái tâm thiện hay tâm bất thiện, mà do cái tác ý đúng hay không đúng. Chúng ta thí dụ cái một người ngoại đạo
ở vị giáo. Nhìn thấy 32 đại nhân tướng của Đức Thế Tôn, nó là kim thân Phật á, đẹp lắm chứ, cảnh đẹp đó. Nhưng mà họ bất bình khó chịu, họ bất bình khó chịu, họ không hài lòng, nó tâm sân sân khởi lên, nó do cái tác ý nó không khéo chỗ đó. Một cái người nghe âm thanh du dương, cái ca hát của những ca sĩ, đó là cái quả thiện. Nhưng mà tác ý không khéo thì đắm chìm vô trong cái tâm tham đó, dính mắt trong tâm tham đó. Người nghe người ta mắng chửi mình, đó là cái tâm bất thiện. Nghe người ta vu khống mình, đó là tâm bất thiện. Nhưng mà, xin lỗi, nghe người ta vu khống mình, đó là cái quả bất thiện. Những người này nghĩ rằng đây là cái nghiệp quả ngày xưa của mình, ngày xưa mình có vu khống người ta, trên giờ bên tay vu khống lại. À, thôi thì buông bỏ đi, coi như làm trừ nợ hết. À, tâm bình thản, đó là tâm thiện, đó là cái tác ý khéo, tác ý đúng. Chứ không phải là, chứ không phải là cái hãy cảnh xấu để dẫn tới tâm xấu, mà cảnh tốt dẫn tới tâm tốt, không phải. Nhiều khi cảnh tốt nó dẫn tới cái tâm xấu, mà nhiều khi cảnh xấu dẫn tới tâm tốt. Nè. Như cái người mà hành đề mục tử thi thường nói quý vị á, hành đề mục tử thi chẳng hạn vậy, gặp tử thi người đó hoan hỷ, mà tử thi là cảnh sắc xấu. Nhưng đó là cái đề mục để người đó tu tập về thiền về đề mục thể trược, hay đề mục tử thi chẳng hạn vậy. Hoặc là quan sát về thể trược chẳng hạn như tóc. Tóc nó nằm ở trên da đầu, mà da đầu trên đó là nó chứa đầy những cái ghét trên đó. Mà dưới da đầu, lớp da đầu này nó là những cái giọt máu nên nuôi dưỡng. Giọt máu thì không trong sạch, mặc dù nó là dưỡng tố nuôi dưỡng chúng ta. Có người thấy máu nó là kinh hoàng mà. Mà quý vị nghĩ là những giọt máu đó, mặc dù chúng ta biết là những giọt máu đó nó là dưỡng tố, nuôi dưỡng cơ thể. Mà quý vị đứt tay máu chảy ra đó, quý vị có cho nó là đẹp không? Nếu cho nó đẹp để nguyên đó nha, đừng có lao nha, đừng có băng bó nha, đừng có đừng có rửa đấy nha. Những giọt máu mà khi mà của bản thân của chúng ta đó mà bị đứt tay đứt chân mà máu chảy ra đó, mà nếu mà chúng ta cho những giọt máu đó là đẹp là tốt, vệ sinh đừng băng bó nha. Để máu chảy ròng ròng trên cánh tay vậy đó, mẹ đi khoe hàng xóm rằng máu tôi đã chảy. Người đó là chúng ta thấy nó là vật đáng sợ, nó gớm, nó là thể trượt đó. Mà khi mà quan sát về thể trượt đó thì làm tâm thiện sanh lên, mà cái thể trượt đó là cái cảnh xấu chứ không phải là cảnh tốt đâu, mới có thể làm tâm thiện mà sanh khởi lên. Cho nên cái cảnh xấu hay cảnh tốt nó chưa là cái gì hết. Nàng thôi cái tác ý khéo hay không khéo để mà cái tâm thiện hoặc tâm bất thiện sinh khởi lên. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi đã trình bày ở trong phần tâm sở tác ý vậy. Xin sư cô quan hỷ, chúng tôi gửi mic lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân sư với câu trả lời vừa rồi. Con cũng vừa hiểu cái vấn đề vừa rồi ạ. Và con kính có một cái câu hỏi nữa là Đức Phật có dạy là chúng sanh có 6 căn tánh, đó là tham, sân, si, tính, tuệ, tầm. Như vậy con không biết là cái căn tánh của chúng sanh mà cái căn tánh tầm chúng sanh là có cái căn tánh tầm, không biết có phải là có cái tâm sở tầm này nhiều không ạ? Mô Phật con kính thỉnh sư hoan hỷ. Dạ đúng rồi, nhưng mà ở một góc độ nào thôi. Cho nên á, các giáo thọ sư nói cái tham sân si nó là cái khuynh hướng
chúng ta gọi là căn tánh, bởi vì nó từ cái chữ chất với tá. Chất tá thì cái chất tá nó giống như là cái cơ tánh nha. Nhưng mà đây phải hiểu rằng đó là một cái khuynh hướng, một khuynh hướng hướng về cái đó đó, thích cái đó đó. Mà cái người có cái khuynh hướng tham đó thì thích hưởng thụ, nhớ à, thích hưởng thụ. Mà hãy tham thì đi tìm kiếm à, cho nên cái người mà có cái khuynh hướng tham và người khuynh hướng tầm các ngài ghép vào chung một hệ về hình thức giống nhau, nhưng mà về mặt tâm lý thì khác nhau. Cái người mà có khuynh hướng tham đó thường đi tìm để mà hưởng thụ nè, còn người mà có khuynh hướng tầm á cũng đi tìm à. Nhưng mà tìm cái điều gì mà đặc biệt nè, nó thoát ra. Thí dụ như giống như chúng ta thí dụ như một cái người á đi tìm những cái người mà khổ để giúp đỡ họ. À, hay là những cái y bác sĩ đó, rồi có thể đi tìm kiếm những cái chứng bệnh nào mà nguy nan để tìm ra những cái phương thuốc để trị cho những chúng sanh khác. Nói cách khác á, khuynh hướng tầm nó có một tính chất thiện, đi tìm kiếm cái gì tốt đẹp mà không hưởng thụ. Còn khuynh hướng tham thì nó đi tìm kiếm những gì cũng tốt đẹp nhưng để hưởng thụ. Đây là cái tính chất thiện và bất thiện ở trong hai cái cơ tánh này. Cơ tánh cũng được, căn tánh cũng được, nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói là khuynh hướng, bởi vì bất kỳ một chúng sanh nào cũng có sáu cái khuynh hướng này hết. Nếu mà khuynh hướng nào mạnh thì người ta gọi là có cái căn tánh đó hoặc là cơ tánh đó, chứ không phải người có tánh giác là không có tham sân si đâu, vẫn có. Như là người tánh tính là không phải là không có tham sân si mà không có trí đâu, nó vẫn có như thờ. Nhưng mà cái tánh tính nó mạnh hơn, nó vượt trội hơn. Và cái người tánh tầm đó chính là cái mãnh lực của tâm sở tầm này, nó tiềm ẩn ở trong cơ tánh mạnh. Và người này thích đi tầm cầu những cái pháp thượng nhân, nó là cái điều đặc biệt đó, tức là những pháp thiện hoặc là những pháp thượng nhân à, như là sơ thiền, nhị thiền hoặc là lão quả à. Mà những cái pháp đó không phải để hưởng thụ à. Đó là cái tính chất đặc biệt của cái người có tánh tầm và tánh tham à, giống nhau ở những khía cạnh hình thức nhưng mà khác nhau ở khía cạnh sử dụng, tức là cái hành tâm lý vậy. Xin nói chúng tôi gửi mít lại cho đạo tràng. Nam mô Phật Thầy. Dạ mô Phật, con kính bạch sư. Như vậy người mà có cái căn tánh tầm đó thì họ có phải là có cái tâm si trạo cử, tâm si học phóng dật không ạ? Bởi vì họ thường tìm cầu bên ngoài, phóng ra bên ngoài để tìm kiếm, mặc dù nó là thiện, nhưng mà sao ở trong cái phần mà dạy về 40 đề mục thiền chỉ thì có cái niệm hơi thở, thì dạy rằng là niệm người mà có cái căn tánh tầm thì phải chuyên về niệm hơi thở mới trừ được cái tầm. Như vậy mô Phật, con kính thỉnh sư chỉ dạy cho con ạ. Dạ, cái đề mục hơi thở nó phù hợp cho 6 tính à, tức là 6 căn tính hết, chứ không phải chỉ đơn thuần căn tầm không thôi nha. Chúng ta nó không phải là phóng vật à, nó không phải là phóng vật. Chúng ta thí dụ vậy, thí dụ như bà Hoàng Hậu Malika vậy, khi bà ngồi nơi nào, bà đứng nơi nào, bà cũng suy nghĩ là ngày mai mình nên cúng dường đến Đức Thế Tôn cái món nào, món vật thực nào. Và món vật thực này nó đặc biệt
như thế nào, suy nghĩ để mà cúng dường, tìm kiếm để mà cúng dường, nó phải là hưởng thụ. Đó là một cái dạng của cơ tánh tâm. Cơ tánh tâm, thí dụ như người Phật tử mà cúng dường đến cho chư tăng hay là các quý thầy chẳng hạn vậy, vị đó sẽ suy nghĩ rằng ngày mai mình có lễ trai tăng cúng dường đến quý thầy quý sư cô, mình làm cái những cái món nào mà các ngài ăn hài lòng, hoan hỷ, hoặc giả rằng những cái lễ vật nào cho có để cho các ngài thấy được cái tâm kính trọng của mình đối với các ngài, mà đi tìm những cái lễ vật đó, đi tìm những cái món ăn đó không phải để mình hưởng thụ, nó khác ai nha. Còn cái người tâm tham á, suy nghĩ rằng ngày mai mình phải ăn món nào, cái món này đặc biệt, cái cửa hàng đó có những cái món như thế này nó vừa hợp đó, đó. Hai cái ví dụ đó để cho chúng ta thấy nổi bật lên cái tánh tham, cái tánh tầm như vậy. Mà cái tầm này á, cái tầm này á, nếu nó hướng về thiện thì nó không có phóng dật, mà chẳng qua nó bắt nhiều cảnh mà thôi. Mỗi cảnh nó có một cái chuyện khác, một cái nét đặc biệt nằm trong đó. Thí dụ như giờ làm chúng ta đơn cử chút xíu nha. Món là mì Sài Gòn chẳng hạn vậy, để cúng dường chư tăng thì mì Sài Gòn này mình phải niêm sao, mình phải gia vị như thế nào để các ngài vừa miệng được oan hỷ, nó có chất bổ dưỡng mà nó không có bị tai hại, vân vân. Tức là nó nhiều cái cảnh, bắt được nhiều cảnh, và mỗi cảnh nó suy xét cái nét đặc biệt của nó trong đó, nó khác. Khác phóng dự là vừa cái cảnh này chưa xong là bắt cái cảnh khác. Tới chừng mà qua cái phần phóng vật là chúng ta sẽ trình bày những gì sao. Nó giống như phóng vật có thể chúng ta tưởng tượng giống như một con khỉ vậy. Mới vừa hái trái bắp xong xuôi, ngó qua trái bắp khác, cái buông trái bắp này, bắt hái trái bắp khác. Mà vừa cầm được cái trái bắp này xong, chưa cầm được nóng tay thì ngó qua trái bắp khác, buông trái bắp này, hái trái bắp khác. Đó, cái trạng thái phóng vật là nó vậy đó. Còn đang thấy tầm á, cầm cái trái bắp này quan sát xong xuôi, tìm cái những cái nét đặc biệt trong trái bắp đó, rồi bắt một trái bắp khác, hai cái nó khác nhau á. Cho nên sư cô phải nắm bắt được những ý nghĩa này. Những chữ phóng vật nó từ chữ út thách chá đó. Tới chừng ra qua cái tâm sở bất thiện, chúng ta sẽ trình bày cách cặn kẽ hơn. Nên sư cô quan hỷ nha. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phước báo phần pháp đàm phát sinh lên, xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, cùng với sự an vui đến cho các chư thiên các nơi, nhất là chư thiên học trì chánh pháp. Mong rằng các ngài quan hệ thọ dụng rồi gia hộ chư tôn đức tăng cũng như quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc, để đắc kỳ mọi sự nguyện như theo như ý. Và quý vị hãy lắng tâm nghe kinh chúc phước. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin chư quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào quý vị và chúc quý vị luôn an vui. Xin hẹn gặp quý vị thứ bảy trong tuần này. Chúng tôi xin gửi mít cho đạo tràng và xin từ biệt quý vị.